Khi điều khiển Franklin, anh em có thể huấn luyện chú chó Chuck bằng cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại. Nếu không huấn luyện Chuck trước khi dẫn nó đi dạo thì chú chó sẽ tè vào cột đèn. Anh em hoàn toàn có thể lái xe dưới nước, tuy nhiên độ sâu mà anh em có thể lái xe sẽ phụ thuộc vào độ cao của ống xả xe. Xe có ống xả đặt ở vị trí càng cao thì càng có thể chạy được sâu dưới nước. Và loại xe có ống xả đặt ở vị trí cao nhất trong game chính là xe tải đầu kéo. Miễn là ống xả không bị ngập nước, anh em có thể lái xe thoải mái. Chiều cao của nhân vật trong game là cố định và sẽ không thay đổi, dù cho anh em có thể mang giày dép hay không. Nếu đi trên đất thì game sẽ tự động kéo chân cho nhân vật của anh em dài ra. Lại là một thông tin thú vị nữa về chiếc xe nâng. Bình thường chiếc xe nâng sẽ không thể nâng nổi xe hơi, thế nhưng anh em có thể đánh lừa game bằng cách sau. Theo đó, anh em cần nâng trước một tấm ván gỗ và sau đó vừa nâng chống cả ván gỗ lẫn xe hơi. Như thế anh em có thể nâng mọi loại xe hơi trong game.